Mắt đọc siêu tốt anh em nhá. Hàng hiếm luôn. Hàng rất hiếm luôn loại này. Đầu to thì cửa hàng có rất nhiều, những cái loại đầu nhỏ, nhỏ xinh để cho các bác thích nhỏ gọn hoặc chơi trong phòng thì rất hiếm luôn. Đây là một mẫu đầu của Nhật và đang chơi tiếng Nhật san xui. Có đường ra là đường quang và đường analog. Mắt đọc cực kỳ tốt luôn. Đã gọi là đầu đĩa thì phải mắt đọc tốt anh em ơi. Nhưng tất nhiên cũng phải là đĩa ok, chứ phải là đĩa vớ vẩn. Có một cái điều anh em này, nếu càng đĩa kém thì nó lại làm cho đĩa hỏng nhanh, mắt hỏng nhanh. Thế là một cái nó hay vậy. Đường ra quang và đường analog. Bề ngang nó tầm 20-22. Thông tin anh em nhìn rõ nhá. Có mỗi một con là C11. Nó tên là C11. Nghe tí tiếng Nhật nói là đĩa xịn của nó, tiếng nó nghe trong thật các bác ạ. Chất lượng không? Đĩa nó chất lượng không các bác? Sono tsugi wa yūnyū ya san megane no ni san Kacha 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 jitensha de yūnyū wo ku. Cái nguồn nhạc nó là một cái yếu tố cực kỳ quyết định đến chất lượng, độ hay của âm thanh. Ngoài việc âm ly loa, nhưng mà cái nguồn nhạc nó quan trọng lắm. Đây tôi chỉ cần dùng âm ly Jaguar của Hàn Quốc và loa karaoke đấy các bác nhá. Bởi chất lượng âm thanh, cái nguồn nhạc nó ra nó quyết định. Những cái đĩa xịn này nó cuồng tốt. Những cái đĩa này hay có bởi vì nhập đầu về nó hay có những cái đĩa này. Những cái đĩa này đĩa xịn của bên Nhật, nên là chất lượng âm thanh của nó đỉnh lắm. Mặc dù xương nhàm xương nhở đây. Ok chưa? Đĩa trẻ con của Nhật.